Chào các bạn, tôi Nguyễn Văn Hiệu đến từ Karaoke. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn về dự án xin cấp vốn tại Carit phần 8, đó là Caro Coffee Run in Việt Nam. Vấn đề đặt ra của cái dự án này là cần đa dạng hóa các phương thức học tập và trao đổi kinh nghiệm với các dev và những người hiểu biết về Caro tại Việt Nam. Thì với cái giải pháp của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi gặp mặt cà phê hàng tuần để trao đổi thông tin với cái môi trường rất thân thiện. Thì với cái giải pháp này thì chúng tôi cung cấp các thông tin về Caro và Carit, ngôn ngữ lập trình và tích hợp. Thì chúng tôi đưa ra hai cái loại hình đào tạo, là đầu tiên là đào tạo một phần sơ cấp đơn giản, ví dụ như blockchain là gì, cách sử dụng ví, cách trở thành SPO, cách trở thành các người đề xuất dự án Carit hay là CA, VCA. Cái khóa học nâng cao chúng tôi sẽ đưa ra là các về ngôn ngữ lập trình smart contract như là Mallow, Protoss hay là tạo token, negative token hoặc là tích hợp với các Caro vào các doanh nghiệp. Thì chúng tôi chọn hai cái thành phố lớn để thực hiện cái việc này, như là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là bước đầu. Chúng tôi sẽ set up đầu tiên tại thành phố Hà Nội và sau 3 tháng đầu tiên thì chúng tôi sẽ triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh với cái mô hình như ở Hà Nội. Thì cái đội nhóm của chúng đầu tiên là cái roadmap. Thứ nhất, roadmap của tôi, chúng tôi thực hiện dự án này trong 6 tháng. Tháng 1 là tổ chức set up một cái quán cà phê để chúng ta gặp gỡ giao lưu. Tháng thứ hai thì chúng tôi sẽ tổ chức khoảng 4 cái buổi gặp mặt offline tại các quán cà phê đấy, và các thành viên tham dự dự kiến khoảng 40 thành 50 thành viên. Tháng thứ ba thì chúng tôi triển khai một cái quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng thứ hai thành phố Hồ Chí Minh, và sẽ tổ chức được 8 buổi gặp mặt với khoảng 100 thành viên tham gia. Tháng thứ tư, thứ năm, tháng thứ sáu của dự án thì chúng tôi sẽ hiện mỗi tháng là 10 buổi gặp mặt và khoảng 140 thành viên tham gia. Bên cạnh đó thì chúng tôi có các cái đội cùng nhóm cùng phát triển, cùng thực hiện dự án, thì có hai nhóm, một nhóm ở Hà Nội và một nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh, là các cái thành viên tích rất tích cực tìm hiểu về Caro Catalyst ở như trên slide. Và cái dự án này thì chúng tôi xin ngân quỹ là 24.840, bao gồm kết thúc dự án thì chúng tôi sẽ tổ chức được 20 buổi gặp mặt tại Hà Nội, 20 buổi gặp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 500 thành viên tham dự, và đưa ra khoảng 10 cái dự án submit ở Catalyst, sẽ đẩy mạnh được thêm là 30 cái thành viên CA và khoảng 100 thành viên tham gia vào cộng đồng Caro. Cái dự án này sẽ được submit vào cái phần 8 với cái challenge Scale-up Caro Community Hub. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có câu hỏi gì thì các bạn sẽ hỏi và chúng tôi sẽ giải đáp. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xác định em xin có một cái phần summary bằng tiếng Anh ạ. Okay, may I have a little summary for this proposal? This is Mr. Nguyễn Văn Hiệu from Cardano 2VN. The proposal is Cardano Coffee Lounge in Vietnam in the challenge Scale Up Cardano Community Hub. Its purpose is to host offline coffee meeting weekly in two big cities in Vietnam, Hanoi and Ho Chi Minh City, and to attract 50 to 140 members to share about blockchain and the Cardano platform, starting from a basic level like what is blockchain, how to create a new wallet,
And then how to USPO, proposer, CA, VCA, then followed by advanced course, such as writing smart contract, Plutus, creating token, or even creating NFT DAO, or integrating with their current website. And the team member are solid to build this proposal, which are full stack developer, funded proposer, SPO, Eastern Town Hall moderator, and senior software engineer, blockchain text, and the proposal budget is $24,800. They will have the total of 14 meetings, both in Ho Chi Minh City and Hanoi City in total. Thank you very much. Dạ, bây giờ em xin cộng đồng mình có câu hỏi ạ. And now the question time. Thank you. À, cho em hỏi anh Hiệu là cái tổng số người tham gia đó là cái số người ví dụ như mấy trăm người hay là 100, nó là trong một buổi meetup hay là tổng số cái meetup hả anh? Để trả lời câu hỏi này thì đấy là các tổng các cái buổi gặp mặt số lượt tham gia đấy. Ví dụ như một tháng mình những tháng đầu là mình trước khoảng đây đã khoảng 50 thành viên tham gia thì vào khoảng 4 buổi thì mỗi buổi chúng mình khoảng 10 đến 15 người tham gia. Thì với một cái quán cà phê thì mình tổ chức nhỏ nhỏ như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. May, can you help to do translation? Can you do summary on that, please? Okay. So the question is the 50 to 100 people is in one meeting or in the total of a meeting, like 20 meetings? And the answer is that is it the total number of each meeting? Dạ, anh Tuấn Anh Lê có câu hỏi là anh cho em hỏi về phương án nguồn thu tài chính kế tiếp để duy trì dự án lâu dài. Ok, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn rất hay. Thì chúng tôi xin cái dự án Catalyst này là để start up một cái dự án lâu dài hơn. Ví dụ như các cái tổ chức các cái lớp học về từ cơ bản đến nâng cao. Với cái dự án này thì chúng tôi đã triển khai với cái các cái khóa cơ bản là set up các cái SPO hay là hướng dẫn tạo ví, hướng dẫn vote, hướng dẫn làm CA. Còn cái khóa học lớp cao hơn là hướng dẫn các anh chị em viết cái smart contract hay là tích hợp các cái thứ vào các cái trang web và các cái doanh nghiệp của mình. Đấy là những cái nâng cao hơn thì chúng tôi có thể là thu từ những cái nguồn kinh phí đấy. Và cái lớp nâng cao. Xin cảm ơn. So I may translate the questions. So how is the team could maintain this proposal act in a longer run? And the answer is that they will have to the advanced classes, just like they will begin with the basic class, teaching people how to become SPO and how to create wallet. And they will also have the advanced class, like how to create smart contract and how to integrate it in the website. So the fee and the fund will come from the advanced class, which means they will collect the fund from the audience. From the members. To add on a little bit, the answer from Mr. Hill, the 24,800 is for the basis, what are they propose or in the proposal at the moment only. And for further advance, for example, as a smart contract coder courses will be further funded and it's not included in this 24,000 or around 25,000 for request at the moment. Thank you. Yeah, câu hỏi tiếp theo của anh Tuấn Anh Lê là anh có xác định rõ đối tượng khách hàng nào chính mà anh sẽ phục vụ chưa? Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực ra cái khách hàng của chúng tôi hướng tới là các cái
bạn trẻ còn đang ngồi trong ghế nhà trường, đại học, sinh viên trong các cái ngành kỹ thuật và một số các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng là cái đối tượng của chúng tôi hướng tới. Cảm ơn. So this question is, what is the target audience that your proposal had to? And the answer is that the main audience is the younger generation, just a student in the university, especially tech student, technology student, and also mini and small entrepreneurship, small entrepreneurs and other corporation. Dạ, em có một cái câu hỏi là không không biết là cái khi mà mình làm offline trên thực tế thì cái có cái khó khăn nào mà anh nhóm của anh đã có định hình trước chưa ạ? Ok, thực ra cái việc tổ chức offline, thứ nhất là cái vấn đề khó khăn nhất là đầu tiên là cái dịch bệnh hiện tại bây giờ cũng đang ở Việt Nam cũng đang rất là cao trào. Thì sắp tới khi nhận văn sau 2-3 tháng tới thì sẽ triển khai như nào? Cái việc gọi là thứ hai là tụ tập đông người ấy, thì cũng có thể là cái vấn đề về về khó khăn trong cái việc tổ chức thường xuyên. Ví dụ đi uống cà phê hàng ngày thì không sao, nó không phải là thường xuyên, nhưng mà khi mà tổ chức thường xuyên cũng là một cái vấn đề, thì cũng, tôi đã đưa ra cái giải pháp là có thể là phải xin phép đăng ký các cái việc đấy. Đấy là hai cái vấn đề mà tôi đưa ra. Và vấn đề tiếp theo là vấn đề ví dụ cái số người tham gia thì chúng tôi phải có thể là chạy quảng cáo gì đó để cho nhiều người biết đến hơn. Và song song cái việc thực hiện cái quán gọi là Caro Coffee này thì chúng tôi trong cái phần 7 cũng đã có một cái dự án là đưa cái Caro Catalyst về các trường đại học đối với các cho các sinh viên, thì cái chương trình đấy cũng đang chạy và cũng được đông đảo các bạn sinh viên tham gia, thì cũng là một cái để hỗ trợ cho cái dự án này. Và xin hết ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. So the next question is that what the difficulties that you think that the team will face when creating offline event in this situation, and the answer is that there's some difficulty that the team face if the pandemic is going on, and it may cause cumbersome to gather people public place. So the solution is to ask for license or register with authorized organization to operate it, because it will attract up to 100 member. And regarding to the number of attendees, he said that in the Fund 7, they were funded for the proposal Green Catalyst to the university, and they have already run the proposal and also attract a lot of members. So in the future, they think that they will earn enough credit trust and reputable to gain more member to the coffee lounge proposal. Thank you. Any more question? Not good. So thank you for the first one. And conclusion, we've done the first one, and this is from my view, the proposal is quite unique. And it's quite new to the community, especially in the whole Cardano system. So I hope you successful and deliver this particular to Vietnam, and that will be useful for whoever using Cardano as a prototype in the future. Thank you. I hope you can go this far for listening. Thank you.